Nhưng mà cái giày này thì sẽ không giúp cho Twin Fate của Kiaya có được cái lượng sát thương. Đó là lý do tại sao mà Team Secret sẽ chủ động khởi động ăn cua trước. Yusa có mặt ở đây rồi. Tôi nghĩ anh ta nên dùng trừng phạt để ăn cua đầu tiên. Không, vui rồi. Ôi hay thế nhỉ. Đó là lý do tại sao tôi đã bảo là phải dùng trừng phạt ăn cua đầu tiên. Con sâu đầu tiên, con sâu đầu tiên là một con nó mang lại nhiều thứ hơn. Hơi khó nhờ, hơi khó tắm được thêm quả nữa trên dòng sông. Nhưng mà Levi ở trong giai đoạn hiện tại cũng không kịp chuẩn bị ra Ares nên khi chuyển tới ui Elio mà móc chúng qua đó là dễ đi bụi lắm. Nhưng một định mệnh đang được bật và Kia hình như cũng đang sẵn sàng cho tình huống đánh nhau. Hazmat thấy đối thủ cho nên tóc biến lên lệnh sấm âm đẩy ngược về rất hay và ngay tức Levi đã bị dứt điểm. Emo có thể là mục tiêu tiếp theo đang được chọn. Elio có thể là người tiếp theo cũng được chọn luôn, người ta móc được vào trụ và ta bỏ về. Còn Emo đã bị kẹt lại bên trong cái bông khói. Emo cũng sẽ lùi về thành công. Nhưng chắc chắn thiệt hại để lại cho Gam là rất nhiều. Chiến công đầu có dành cho bên phía của TS trong pha giao tranh vừa rồi, và cái đặc biệt đó chính là Hazmat đã thấy được Kia, cho nên thời điểm mà Kia bật chiêu cuối, anh ta không dám dùng cái định mệnh của mình vì chắc chắn sẽ có một pha la vào lôi phạt để khiến cho Kia bị ngắt cái định mệnh đó, còn chưa kể sẽ khiến cho bản thân ta gặp nguy hiểm với một pha solo kill của Hazmat. Và kết quả Gam họ đánh dựa trên cơ sở có chiêu của Kia, nhưng chiêu của đó lại tình cờ bóp bản thân họ trong pha giao tranh 3-3 ở khu vực hàng sứ giả. Vì có thể làm được gì với cái mẹ đang được gọi ra mọi thứ dồn vào người Taki đang phải nằm. Easy Love vẫn đang cố gắng chống trọi và tôi đang thấy được một Taki xin lỗi bạn là Palette liên tục có những pha sử dụng đôi lưỡi rất thành công. Yusa chạy thấy được hỗ trợ du ngoại thì vẫn bung ra nhưng đã tức bị cancel và Palette vẫn đang tiếp tục liếm hết cơ hội để có thể liếm thêm rồi. Levi đang dí Palette, Palette vẫn đang liếm không hề ngừng nghỉ, bật luôn cả vảy cá của mình lên đang trong tư thế hoảng sợ. Levi đánh phát nữa và Levi có được mạng gục. Levi đang thật sự là một cái đầu ra sát thương chất lượng dành cho bên phía của Gam trong những tình huống tấn công của họ và giúp cho họ cân bằng về mạng gục ở thời điểm hiện tại là 2-2. Và chưa kể đó, họ trao đổi lời cộng với việc là Islev cũng có được những cái lượng tài nguyên tương đối sau pha giao tranh vừa rồi. Gam kéo lại được một chút lợi thế cho mình và chưa kể cộng hưởng với tình huống là cướp thành công một sau ở nửa cánh trên thì bên phía của Gam không hề thua so với TS. Và tạm thời thì Maokai cũng đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Với một Maokai đã có quyền lực thiên nhiên trên người và sẵn sàng cho chiến thủ đánh nhau 5 năm nếu như cần thiết. Và bởi vì trong giai đoạn hiện tại Orina trong Terrace đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nó kéo theo một cái chuỗi domino là bên phía Gasbox cũng rất hạn chế cho việc di chuyển và đánh nhau. Đây, họ muốn đánh nhưng liệu được không đây? Taki kêu gọi Ballet sử dụng du ngoạn thủy vực, thấy được Easy Love móc được vào một thành viên, mẹ được gọi ra, mọi thứ đang dồn vào người và ngay lập tức người phải mất máu quá nhiều cho nên Yusa, nhưng Yusa vẫn còn đang có thể thở được. Emo dứt điểm được Ares, phía cánh còn lại Ballet vẫn đang đánh nhau với Levi, Emo, Elio và Easy Love. Emo đang sẵn sàng làm tấn công Levi Wii và dứt điểm được một thành viên của đối thủ. Taki đã bị kẹt lại, Taki tóc biển bỏ chạy, tiếp tục đá lười đến từ Ballet. Và phía bên này, đánh bạc không nổ, có lỗi hình ảnh chứ không sao cả. Emo sẽ giải quyết được Taki, e trúng, ngược về đánh thường cái nữa. Mà gục, dành cho Easy Love Emo. Một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho chơi bên phía của Gam. Dù cho họ không có rồng nhưng ít nhất với việc có được rất nhiều mạng gục, họ tạo ra được một điều kiện thắng ở khu vực rừng và khu vực đường giữa. Emo 2-0-0 và Levi 3-1-1 về KDA. Bụi cỏ đó có con mắt đi chăng nữa thì cũng không thể nào biết được là có Emo đứng bên trong đó. Ares có thể bắt lại Levi, chuyển sang địa chỉ Taki lên sống 3 người rất hay, nhưng Ares đang tự đưa mình trong tầm nguy hiểm. Anh ta sẽ phải nằm xuống mặc dù có sự hỗ trợ của Taki chứ không cứu được. Emo đang liên tục tập lập công. Thêm một màn hạ gục nữa dành cho bên phía của Gam, nhưng đổi lại đó chính là những con sâu lại thuộc về bên phía của Team Spirit. Tôi nghĩ pha này bên phía của Gam họ hoàn toàn cũng có thể tiến ra sau để có thể cạnh tranh, nhưng quyết định của họ là muốn dồn thêm tài nguyên cho các chủ lực của mình và đảm bảo được một khoảng trống farm dành cho Kia ở khu vực nửa trên. Bắt đầu có được lượng sát thương đầu ra của Hazmat của Ares. Nhưng có một vấn đề ở đây là chúng ta nhìn vào Emo tắt đèn lên top, bài vàng đây để chọn quăng thẳng và Kia bên đây tiếp tục tiếp cận các ám soi đồ để hỗ trợ, quay trở lại dạng búa gõ trụ để bảo người kia chắc không sắp khai quát hết. Và anh ta lùi về, vẫn còn thở được. Mắt hai bên chia đều, Kia đang cầm sẵn bài vàng nhấp qua nhấp lại. Và Team Squid cũng đã bắt đầu đặt cái quyết tâm của mình. Cầu sắm trúng với người Kia, sát thương chưa bao nhiêu cả. Elio cũng đang đứng để có thể đợi. Yusa đang đứng trong hai con mắt của chính bản thân người ta, dịch chuyển từ cả hai bên, sẵn sàng cho pha đánh nhau. W đã có, Yusa bật chiêu cứu lên, định mệnh đã được bật. Emo đang nhắm mục tiêu để có thể được chọn, đó là dòng nước cho cái này. Team Secret họ bắt đầu tràn lên tấn công. Emo tóc biến vào nhảy, anh ta đang muốn tiếp cận người ta kia. Phía bên này Hazmat đang trong lượng máu vô cùng thấp và anh ta đang được ngậm nước để hỗ trợ. Và ngay lập tức Ballet, anh ta bắt buộc là người bị kéo, một chiêu cuối được bung đến Emo và ta chích điểm thêm một thành viên nữa. Phía cánh còn lại Ballet bật cái da dày lên và ta vẫn thở được. Ares, Emo đang găm được E, anh ta găm E thêm một lần nữa và ta lại một lần nữa không thể bị ngăn cản. Pha giao tranh vừa rồi là pha giao tranh mà bên phía của Gam sẽ rất quá tốt và Team Secret họ đánh sai điều kiện đội hình của mình. Đội hình của họ là đội hình cấu rỉa, họ cần phải cấu rỉa trước thêm giao tranh để khiến cho đội hình của Gam gặp nhiều khó khăn, nhưng không, ở thời điểm rồng họ canh để tranh cướp rồng mà không bất
bút bất kỳ chiêu nào từ trước đó. Và giờ thì Gam đang bắt đầu kiểm soát con Baron. Thời gian để có thể cho Yusa tiến ra tôi nghĩ sẽ là không đủ. Anh ta không có tôi biết, không có cách nào tiếp cận con Baron này cả. Và bên phía của Team Twitch, họ có rồng nhưng họ đang mất đi rất nhiều thế trận ở trong ván đấu này. Tôi chỉ có thể khen lên phía Gamesport họ xuất sắc vào thôi. Bởi vì đội hình đến từ Team Secret là một đội hình nhấp nhã, nhưng Gam là đội chủ động mở bát con rồng trước. Và khi mà họ tấn công khu vực hạt rồng, họ ép cho cái lượng máu rồng nó ở cái ngưỡng tử của nó. Thì từ đó từ từ khoan Hatmet ở khu vực trên. Anh ta đang chuyển sang dạng pháo, bây giờ chuyển về dạng búa kia, da cầm sẵn và vàng phi thẳng vào người đối thủ và ngay lập tức không thể ngăn cản Levi. Tầm này với hai chiêu cuối, hoang tưởng kết hợp với định mệnh có một cái tốc độ hồi khá nhanh của Levi của kia ra, thì việc bắt người liên tục cộng với việc là có được Baron để có thể liên tục đẩy cao và kiểm soát tầm nhìn, nó rất dễ dàng dành cho Gam để có thể có được những pha bắt người như kiểu vừa rồi. Giờ là thời điểm Gamesport tỏa sáng dựa trên những tưởng gây sát thương rất nhiều. Chúng ta xem Imo đang muốn đẩy nhanh tốc độ ván thi đấu này nhưng ta đã bị kẹt lại, lần sau nó bung ra và ta đã phải nằm xuống. Có vẻ những cái tình huống thi đấu như thế này là không cần thiết từ bên phía của Imo để đánh rơi những cái màn hạ gục chấm dứt, đặc biệt là khi mà hạ gục chấm dứt vừa rồi rơi vào những người chơi như kiểu là Ares sẽ khiến cho bên phía của Team Six có cơ sở bật ngược trở lại ở giai đoạn về sau. Easy Love đã cấp độ 16, anh ta đang có được một khoảng thời gian cực kỳ thăng hoa bởi vì người cao cấp nhất đến từ bên phía của Team Squid cũng chỉ cấp độ 16 mà thôi. Cho nên lượng sát thương đến từ Easy Love tầm này là rất đáng nể, nó sẽ giúp cho bên phía của Gamesport tự tin vào những tình huống giao tranh và họ đang ép đối thủ vào trong tư thế khó. Một người đẩy khu vực đường dưới, bốn người còn lại vây quanh khu vực gần với hang Baron để có thể thiết lập ra những pha ăn nhanh trong trường hợp ai đó định bắt. Yusa bị kéo ngược lại, Yusa bị tấn công, Yusa mất quá nhiều máu, tắt đèn được bật. Đây rồi, nhảy vào người Levi, anh ta đang khiến đối thủ mất quá nhiều máu phía bên này, tốc biến và làm tất cả mọi thứ cộng kệ đại định mệnh và Akiya dứt điểm được xạ thủ phía bên kia chỉ tuyến. Ares bị kẹt lại Elio ngay lập tức khiến cho Ares đưa vào trong tư thế khó. Con rồng ở đây được kẹt vào Easy Love sử dụng quá gì kia dạt tấm lên quăng bài ra và tại dứt điểm được đối thủ cùng với đồng đội mình. Barlet mất tốc biến bỏ chạy. Gamesport vẫn đang tiếp tục là đội có để chiến thắng trong những tình huống giao tranh. Cái cách lao vào của Gamesport thật sự là quá trực diện và quá chớp nhoáng. Tình huống dịch chuyển về đến từ vị trí của Palette nó không thật sự mang lại quá nhiều tác dụng dành cho bên phía của Team Six, vì bây giờ Gam sẽ tiến thẳng vào khu vực đường giữa. Thời gian hồi sinh từ các thành viên của Team Six nhiều khả năng là không đủ để có thể tiến ra phòng ngự. Chưa kể đó, tốc độ dọn lính từ Gam là quá nhanh và hai trụ bảo vệ chính đang bị tiếp cận. Palette đang muốn gỡ càng nhiều lính càng tốt chứ không được rồi. Người tiếp theo xuất hiện ra là Senai phát ám sau đội cũng không thể nào giải quyết được những con lính. Yusa đang di chuyển tới và không có nhiều cơ hội lắm để cho ta có thể phòng thủ được. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho Gamesport. Họ dẫn trước 1-0. Họ đã dẫn trước 1-0 trong cặp đấu VO5 cực kỳ quan trọng. Và đây lại là ván đấu mà Team Secret được chọn bên nữa. Đây sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn dành cho Gamesport ở trong ván đấu tiếp theo. Ở đây là một ván đấu mà các bạn có thể nhìn thấy được ngay giai đoạn cấm chọn, chỉ hai lượt chọn đầu tiên thôi. Gamesport đã đẩy Team Secret vào một thế rất khó. Với lựa chọn Nocturne, với lựa chọn Nautilus, nó đã khiến cho Team Secret phải đánh Senna Tamken. Và khi đó, Levi đã chọn một cách lên đồ rất thông minh. Cái chùy phản kích và cái vòng sắt cổ tự này giúp cho anh ta lao vào mà không e sợ những kỹ năng tung ra ngược lại của đối phương. Bởi vì nếu mà mất cái kỹ năng khiên phép của mình rồi, anh ta vẫn... Ares đang là người bị thua thế một tí xíu. Lượng farm là nghe nhau. Ui, Easy Love mất tóc biến. Anh ta đang cố gắng quay trở lại để tấn công. Một khi đánh thương của Taki là đủ, nhưng ta đã không còn tóc biến nữa. Elio đang đứng che. Anh ta đứng che thì cái nắng nhất không thể nào che được cái cần thiết nhất là tuy tri kích. Và chiến công đầu cho Taki. Zero cũng đang kẹt lại, anh ta không cách nào để có thể ngăn cản được, tại vì sát thương duy trì đến từ Levi nó lại tốt hơn, ta cầm nhịp độ. Và anh ta sẽ rất là dễ để có thể đánh liên tục vào người của Hero. Hero bây giờ chỉ có thể nhắm xuống khu vực nửa cánh dưới để an ủi bản thân của mình, là nếu như trong trường hợp ba con sâu hư không đầu tiên mà bị mất thì vẫn còn nửa cánh dưới có thể giúp đỡ. Và thật sự là như vậy, Team Secret đang đánh thật là mạnh để giúp cho ít mỗi khi mà Hero chạy xuống dưới, anh ta yên tâm là con cua với lại con rồng vẫn sẽ nằm trong tay của bọn họ. Nhưng cái khó bây giờ là Taki. Taki bị giữ chân lại, người bị mất máu tiếp theo là Balep. Balep mất quá nhiều máu quy vừa rồi của Easy Love, thiếu một tí xíu đam để dứt điểm được. Vẫn có thể lùi về được từ Palette, nhưng ít nhất Ares là... đang di chuyển xuống khu vực đường dưới, tóc biến thoát khỏi tình huống W của Easy Love. Lệnh sau âm bung ra và hạ gục dành cho Ares. Và Elio sẽ phải lùi. Trong cái đó còn Nico trong tay Quimo ở trong giai đoạn tại cũng không thể nào chạy xuống được. Elio đang đứng chặn lính và anh ta chỉ dừng lại đây mà thôi.
nếu như bạn mất chiêu cuối một thời điểm nào đó, ví dụ như con rồng sắp ra chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là một trong những cái điểm nhấn rất quan trọng giúp cho anh Phía Tiêu Việt nghĩ tới những cái mục tiêu tiếp theo ở tương lai. Cái pha mất tốc biến vừa rồi của Imo và cái pha tranh cướp của Levi coi như là để cho Kia ở khu vực trên anh ta có một khoảng thời gian an toàn, nhưng Hero bị dính chiêu cuối ngay lập tức. Tắc đèn đang được bung ra, tôi đang chờ đợi cho khu mẫu đó, rồi Kia bị kẹt lại và ta không có cách nào chạy gọi cả mẹ, nhưng mẹ không cứu nổi. Ares đang 1-1 với lại Levi và có thêm sự tham gia tới Imo nữa. Imo không có cơ hội để tiếp cận, bây giờ ta không có tốc biến. Đó là một pha thi đấu mà Ares đã vô hiệu hóa được chiêu cuối của Levi, nhưng Kia thì lại không vô hiệu hóa được chiêu cuối của Hero. Nhưng lợi thế về máu đã giúp cho bên phía của Gam kiểm soát được thêm 2 con sâu nữa và họ sẽ hình thành được 5 sâu dành cho đội hình của mình. Thật ra đây cũng là những con sâu đã được bỏ qua từ bên phía của Team Six từ trước. Họ nhắm đến đó chính là áp lực về mặt linh hồn rồng, và rất hay dành cho Team Six đó chính là linh hồn rồng ở trong bế đấu này là linh hồn rồng lửa. Áp lực về linh hồn rồng lửa sẽ đè nặng lên các thành viên của Gam. Chưa kể đó, Taki cũng đang phát triển rất tốt thời gian. Với cái lớp này thì muốn đánh là khô máu luôn. Họ có những cái combo combo rất đẹp, và chưa kể đến là khả năng bay vào đến được toàn bộ đền của Team Secret là có. Họ không hề lo ngại điều đó mà họ đang muốn tấn công người kia ra. Hatmet bật tốc hành của mình lên sẵn sàng đẩy vào phát áp sau đó để hỗ trợ, nhưng liệu kia ra có thể bơi được hay không? Đây kia ra không bơi nổi rồi. Anh ta đang cố gắng farm từng con lính một. Anh ta bay nhưng rồng nào bay nổi trước một khả năng tấn công quá mạnh mẽ đến ba thành viên xuất hiện trái hất tung lên combo rất hay mà cùng trên Hero. Và còn sư giặc hay nước, mục tiêu tiếp theo có thể sẽ được chọn. Quan trọng hết, Team Secret không bỏ ra chiêu cuối của Hatmet và kể cả Ballet, cho nên họ vẫn sẽ đặt được tham vọng vô cùng cao ở ngay khu vực hang sứ giả này. Chính xác như vậy, Gam thiếu người, thiếu hai chiêu cuối đấy là mẹ ơi, cộng với cả hắc ám soi dọi thì không có cơ sở để cạnh tranh con sứ giả này nữa. Hatmet pha thi đấu vừa rồi đã thi đấu rất kinh nghiệm với một con Kasate, anh ta sử dụng mở đường để chặn đầu Kia. Kia biết rằng mình không thể câu đi được cái khô máu, vì vậy sẽ không thể có lợi được nữa rồi, và anh ta phải chấp nhận nằm xuống mà thôi. Bây giờ có thể là 220, một tí xíu nữa thôi, một tí xíu nữa sẽ là 225, và lúc đó là lúc bên phía Gasok sẵn sàng cho pha đánh nhau. Nhưng bây giờ bỏ qua câu chuyện đó, tới lượt câu chuyện sát thương. Imo và Levi phải tỏa sáng được. Kasate bắt lại mở đường, đang bật lên mọi thứ dùng vào người, nhưng có quá nhiều khả năng chống chịu đến Hamed. Ballet đang đứng đợi để thể xuất hiện hoành tráng. Combo Levi và Imo phải hất tung, phải giữ được nhiều người, phải có thể khiến cho thủ mất càng nhiều máu. Lúc đó cho thấy là cái sắc được khi da nó được tích, nó đã có thể trở thành một cái kết quả đẹp. Tạm thời đã đủ rồi. Rồng vẫn đang được ăn bởi các thành viên Sport. Hatmet phía bên này đang sử dụng kỹ năng đang lao vào tấn công. Anh ta cũng đẩy Levi vào trong tư thế khó. Ballet bật chiêu cuối lên. Đây là hắc ám Ballet bung ra. Ares sử dụng lệnh sắp âm được 3 thành viên. Lượng sắp dùng vô cùng nhiều. Imo nhảy vào tấn công được 3 thành viên. Tắt đèn nhảy vào người của Kai'Sa. Kai'Sa bên này bắn liên tục. Levi chưa chém được đối thủ. Levi đã chém được đối thủ và thành công. Bạn cùng tiếp theo là Kia liên tục khác. Triple kill dành cho Kia và quét sạch dành cho Gam Esports. Nhịp đánh của Gam Esports là vượt trội hơn rất nhiều khi mà Hatmet đã băng vào hơi sớm. Anh ta mất quá nhiều máu pha thi đấu vừa rồi và Kia cũng đã có được đủ ngưỡng sức mạnh của mình. Đội hình của Gam, đội hình đánh rất khỏe từ trước ra sau. Trong khi đó đội hình của Team Secret phải là tách lẻ một người ra mới dứt điểm được. Nắm đấm, dịch chuyển có, tắt đèn có. Và Imo bây giờ đang tự đưa mình vào trong tư thế nguy hiểm bên phía của Team Secret để xem họ muốn đánh vào người Imo hay không. Họ vẫn đặt quyết tâm vào người Imo. Bây giờ họ biết tắt đèn đã hết tác dụng, nắm đấm bùng nổ cho sẵn. Imo đang chờ đợi cú đầu khoa của mình. Anh ta đang bị gãy vào trong tư thế khó. Imo không kịp nhảy lên, ta đã phải nằm W không trúng TDC lớp. Và Gam Esports họ mất người ở giai đoạn này. Baron liệu được hay không? Hai món chưa hẳn gọi là hai món rưỡi cho Taki. Tốc độ ăn Baron không nhanh lắm, cho nên Team Secret họ chỉ hai lần ở hai cục mà thôi. Và bây giờ là một giai đoạn mà Team Secret có thể chơi được nha, bởi vì Ares cũng đã hoàn thành cho mình mũ phù thủy Raven rồi. Đây là một cái công cụ giúp cho đường giữa của Team Secret có thể dồn sát thương ngay lập tức với những chất tướng chưa có kháng phép và mỏng máu như là Kia hay là Easy Love. Đặc biệt là khi mà Kia còn chưa lên được cho mình là cái đại bác liên thanh, lúc đấy thì tầm tấn công của Smodo sẽ bị nhỏ đi. Anh ta sẽ phải tự đưa mình vào thế khó nếu mà anh ta đứng bên cạnh một con Orianna. Nhưng mà bây giờ thì Kia đang chuẩn bị hướng lên đồng hồ để có thể đảm bảo được cái vị trí đứng của mình sẽ có sự an toàn nếu như bị nhắm tới bởi con vi của Hero. Và ít nhất bản thân của Kia sẽ tự động gọi là chơi Hatmet đang mở đường sẵn sàng cho một pha có thể bắt được đối thủ, nhưng cơ hội đã không còn nữa. Và tạm thời bên phía của Gabi Sport sẽ có thể phòng thủ được công trình này khá thành công. Ares giữ chân được Levi lại, thông tin đã cung cấp khá đủ, đẩy được ngược về Elio đang bị chính nắm đấm bùng nổ. Imo đang di chuyển tới với tất cả gì ta có. Con rồng đang khạc và đang khiến cho lượng máu Hero đang trong tư thế rất là yếu ớt. Levi nhảy vào nhưng không có nhiều cơ sở lắm để đánh tiếp. Hatmet vẫn đang đứng đợi lại. Ares và Ballet cũng đang phải chạy về lệnh số 34 bên thành viên rất tuyệt vời, nhưng nó chỉ là phòng thủ từ Ares. Và tạm thời Team Secret họ sẽ lùi về trong cái đá Gasport. Họ muốn hướng đến cái trụ một khu vực đội giữa, hay họ muốn nhắm
vào con rồng ở trong giai đoạn sắp tới. Vẫn đang một Kiya vô cùng mạnh mẽ ở phóng khoáng, móc đã trúng nhưng móc trúng mà mở đường qua Hmet. Hmet vẫn đang cố gắng lùi về, hất tung được Elio, sẵn sàng đẩy với cú khô máu. Elio đem kẹt lại và trụ được siêu Elio luôn, nở qua được nở ra, nhảy vào hết rồi bung rất tuyệt vời, rất có được bạn cùng. Tiếp theo nữa là tôi đang thấy một người bị kẹt lại, Hiro nhảy vào tấn công chiếc điểm sớm, Kiya bị hất ngược về rất xuất sắc nhưng Hmet mới là người phải nằm xuống. Kiya được kẹt thêm một lần nữa, anh ta chất điểm được nhưng Taki sử dụng kỹ năng quy và ta cũng kịp chất điểm được Kiya. Đó là 3 đổi 4 có lợi cho bên phía của Team Secret khi mà Taki đã về nhà và Hiro giữ được chiêu cuối của mình. Hiro đã có một pha vòng ra đằng sau để có thể tấn công tuyến sau của Gam Esports. Trong bối cảnh là Imo cùng với những thành viên khác đang xông lên đằng trước thì Kiya ở đằng sau mặc dù đã cố gắng gây sát thương nhưng đã không đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm những thành viên cứng cáp của Team Secret. Đặc biệt là khi mà Taki đã đến, anh ta sẽ giúp cho Team Secret có được con rồng thứ 3 của riêng mình. Và đây sẽ là một ngưỡng sức mạnh cực kỳ quan trọng để cho Team Secret. Họ sẽ bắt buộc Gam phải giao tranh ở con rồng tiếp theo. Levi hai lần người ta la vào, hai lần người ta la vào mình hết, chưa có người hỗ trợ thêm. Cho nên chắc chắn trong giai đoạn sau nếu như có thêm một người nhảy vào là hỗ trợ thêm, ví dụ như Imo chẳng hạn, thì tôi cảm giác Gamesbox sẽ có thể hướng đến những pha chiến thắng. Còn tạm thời trong khoảng thời gian hiện tại, liên tục những pha giao tranh, Team Secret là đội thắng và quan trọng hết là họ có được lượng tiền hơn. Cái cách lên đồ này của Levi là nhằm mục đích anh ta sẽ lao vào trước và anh ta câu giờ để cho tuyến sau của anh ta có khoảng trống để có thể bắn. Nhưng ở ván thi đấu này thì tuyến sau của anh ta lại cái tầm bắn của nó ngắn hơn so và khó tiếp cận hơn. Nên khi mà Levi lao vào như vậy thì chưa có đủ nhịp, mà lúc đấy Imo còn lao vào chậm hơn thì sẽ khiến cho Kiya và EasyHub ở đằng sau không có ai bảo vệ cả. Và như vậy họ rất dễ bị vòng ra sau. Đây là một đội hình đánh từ trước ra sau, nhưng nếu bạn để tuyến sau của mình bị tiếp cận thì cực kỳ khó có sát thương đến từ Game Sport. Vậy thì Levi sẽ không cần phải vội lao vào. Bắt được không? Bắt được không? Hất tung Elio lên hay chàng chưa hất tung Elio, mọi thứ cho mọi người. Elio Kiya đang chờ đợi cho cú khạc của mình. Tắt đèn tức là Levi cũng đang sẵn sàng cho pha đánh nhau. Và tạm thời hai bên chỉ mới tranh cướp cái khu vực bùa đỏ mà thôi. Muốn nhiều hơn à? Hình như Team Secret họ muốn nhiều hơn. Họ đang muốn tác động vào khu vực hang Baro này với một tốc độ, nó đang ở mức độ trung bình bởi vì thiếu Taki. Và Taki di chuyển vào thì tốc độ sự đẩy nhanh hơn một tí xíu. Và ván thi đấu đang cực kỳ hấp dẫn khi mà Team Secret đang làm tất cả mọi thứ để sở hữu được con Baron ở trong khoảng thời gian này. Kiya bay qua bay lại, Barlet đã thấy được, anh ta nhảy vào, ta hất tung được Kiya lên. Kiya đã bị kẹt lại và ta chưa có nhiều sát thương lắm. Chiêu cuối được mua mọi người Kiya, mọi thứ đi đâu mọi người Kiya. Hmet được đứng kia, Kiya đang bị tách ra và ta đã quay trở lại hất tung được rất hay. Hmet bữa nay tiếp tục giữ càng nhiều càng xoay. Tốt. Chiêu cuối đến từ Imo rất đẹp, những bên kia lời số ba cũng đẹp không hề kém. Hmet vẫn đang bơi và ta bơi hết rồi khi mà người máu của ta là người máu tử. Kiya chưa bị dứt điểm cho nên Kiya vẫn còn kẹt được, nhưng máu Hiro nhiều quá, ta đấm qua là người đó sẽ được xác định. Elio đang phải bỏ chạy từ cái trúng và wow. Không dứt điểm được. Kiya vẫn đang Taxi, anh ta cần một tí xíu để chiến điểm được Hiro nhưng không thành công. Và Team Secret một lần nữa khống chế được Kiya và Gasport. Giao tranh canh chỉnh về lượng máu rất tốt từ các thành viên của Team Secret. Họ cứ ở cái ngưỡng máu gần rất thấp, gần ngưỡng máu để có thể chiến điểm của Kiya nhưng vẫn là không đủ. Các thành viên của Team Secret canh nhau nhấp nhả và khiến cho đội hình của Gam không thể nào dứt điểm được Kiya. Họ có thể dứt điểm được Hmet với một cái khả năng bằng bổ vào sau, nhưng những thành viên còn lại trong nỗ lực dứt điểm Hmet thì cũng phải trả giá bằng Imo, bằng Elo. Trao đổi về mạng là có lời, và chưa kể đó, lượng tài nguyên mất đi trong pha giao tranh vừa rồi đến từ bên phía của Gam cũng là nhiều khi họ đã mất đi toàn bộ phép bổ trợ. Còn pha này TS vẫn còn một vài phép bổ trợ. Khả năng tác động đến từ Gam Esports ngay khu vực này nó sẽ tương đối hạn chế. Tắt đèn Levi chưa có Imo cũng chưa có đổ qua. Team Secret vẫn đang đặt một cái quyết tâm vô cùng cao. Hmet đang khá là trâu với khả năng chống chịu của ta đã có. Và ngay tức Baron dành với cái Team Secret, liệu Gam Esports sẽ làm gì đây? Họ không làm được gì. Chiêu cuối không có quy mô và Levi thì cái khả năng vào đất Gasport nó quá ít đi. Và vấn đề là họ đã dùng cả ba cái dịch chuyển của mình trong pha thi đấu đấy để cố gắng gỡ lại được một điều gì đó. Nhưng cái khoảng cách đội hình của Team Secret trong pha thi đấu vừa rồi là cực kỳ tốt. Và Gamesport không thể vào được khi không còn chiêu cuối Levi. Bây giờ anh ta mới hồi lại hoang tưởng thì đã hết cơ hội mất rồi. Một con Baron này sẽ giúp cho Team Secret có thể đẩy nhanh ở đường giữa và đường dưới. Và sau đó kiểm soát khu vực hang rồng. Rồng 1 phút nữa ra và đó sẽ là con rồng chung kết để có thể Team Secret có được linh hồn lửa rồng lửa. Và lúc đấy thì lượng sát thương của họ sẽ là cực kỳ vượt trội. Elio vẫn đang cấp độ 14 và ta sẽ cần có thêm nhiều trang bị nữa để gia tăng thêm khả năng chống chịu của bản thân mình. Và chắc chắn Elio bây giờ là người phải được đặt rất nhiều những niềm tin về khả năng chống chịu. Nhìn vào cái tuyến trước của Gamesport chỉ có mỗi Levi với lại Elio thôi, mà Elio anh ta nằm xuống sớm là coi như Gamesport bị họ bị vỡ tan liền, không một ai chống chịu nổi được cái làn
sóng sát thương được tạo ra đến từ một đội hình này. Nhảy vào tấn công, Ballet bị kẹt lại, Ballet vẫn đang khá khỏe và tạm thời Kia vẫn chưa kẹt được. Hãy nhìn Hiro nhảy vào, đấm thẳng vào người của Kia và có thêm người nhảy vào nữa. Đó chính là cái chiêu cuối của mình. Hiro bị kẹt lại bởi 4-5 người phía bên kia chiến tuyến. Hiro vẫn đang cố gắng bơi. Thác an toàn lại bung ra, Kia chắc điểm được Imo nhảy vào, không được hai thành viên lên đang sử dụng sát trói vào người. Cú hỗ trợ, Ballet đã phải nằm. Kia vẫn đang được kẹt và đây là Hắc Bét đã nhảy vào để chiếc điểm cho một thành viên. Nhưng Hắc Sài Kia giúp cho ta có được cú triple kill, vẫn là sẽ là qua ra kill nữa. Ares và Taki không cẩn thận, Kia mang lại được thêm một cú qua ra kill cho bên thân của mình nữa. Và ta đang chờ đợi của Penta kill, không có Penta kill nhưng Gam có con rồng. Đó là một pha mà đâm vào hơi quá đến Team Secret. Họ đang có vừa lợi Baron. Tôi không nghĩ là họ cần phải giao tranh ở một khoảng không như vậy khi mà Palette vòng ra quá sâu và Hiro cũng cố gắng đâm vào Kia khi không có nguồn sát thương. Đội hình này phải đánh xoay xung quanh Orianna với cả con bài Kai'Sa này thì mới chơi được, đặc biệt là nên xoay xung quanh Orianna bởi vì Ares sẽ là một người có được nhiều công cụ để bảo vệ cũng như là xoáy trên diện rộng nhiều hơn. Kia ra sau pha giao tranh vừa rồi, KD đã là 13-2, anh ta đã có được 4-5 món trang bị. Họ sẽ có thể win vào cái điều kiện này để có thể tấn công. Nắm bùng nổ, Izilup mất quá nhiều món, bạn đang sẽ được bung ra và Izilup nằm xuống. Gam cần phải thật sự cẩn trọng với điều này. Họ cần phải cẩn trọng, đặc biệt là Kia cần phải cẩn trọng ở ván thi đấu này bởi vì chỉ cần anh ta nằm xuống thôi, có lẽ hy vọng là cho Gam Esports ở trong ván đấu này sẽ chấm dứt khi anh ta đang là nguồn sát thương chủ lực và cũng như là niềm hy vọng gần như là duy nhất của họ khi mà Nocturne ở giai đoạn này đã không còn có quá nhiều tác dụng nữa. Một con Nautilus chỉ có thể chống chịu mà thôi, nó không phải là quá khỏe như ở thời điểm này khi đã có được nhiều xuyên kháng hơn đến từ Ares, đến từ cả Taki nữa. Gam đang bị một vòng luẩn quẩn ở ngay bờ sông mà không có con mắt nào. Họ chỉ có con mắt cắm ở ngay chỗ đằng chỗ họ đứng mà thôi, chứ ngoài ra chúng ta thấy rằng là không có bất cứ một con mắt nào ngay khu vực bờ sông cả. Điều này là giúp cho Team Secret họ có thể vịnh vào các tớ một rồng để đánh nhau được. Đối thủ thì mới 2 rồng, bọn họ có 3 rồng, cho nên sự lựa chọn sẽ tùy bên phía Team Secret mong muốn. Còn Gam Esports, nhiệm vụ của họ là làm sao giúp cho Kia có thể thở để khạc là được. Bây giờ Gam chỉ có đúng một mình gọi là Kia Esports rồi đó, bây giờ chỉ có thể thi đấu và đánh xoay quanh Kia, giúp cho Kia khạc càng nhiều càng tốt mà thôi. Bây giờ thì với tình huống di chuyển thì ít nhất là Gam đã kiểm soát lại được một chút tầm nhìn ở quanh khu vực hang Baron, nhưng rồng cũng sắp ra. Đây là lúc mà Gam cần phải cân nhắc rất nhiều và TS cũng là như vậy. Nếu như họ bỏ hẳn con Baron để có thể lấy được linh hồn rồng thì biết đâu cũng là cơ sở bật ngược trở lại dành cho Gam. Chiêu cuối được bật mọi thứ cho mọi người, Kia lên sắp bóng, Kia bóng hơi rồi. Phía bên đây Levi nhảy vào đổ qua được bung ra 4-5 người nhưng sát thương đầu ra hiện tại đang tương đối bị hạn chế. Baki đã bị dứt điểm, Ares đang phải tốc biến bỏ chạy tại vì dính cái lệnh. Chiếc tất cả mọi thứ đều có thể khiến cho Ares phải nằm xuống. Có quá nhiều sự hỗ trợ, Ares vẫn đang có lượng giáp ảo khá là nhiều nhưng Hắc Mết đang bơi. Con tướng lội nhất của game đang bơi. Và Hắc Mết vẫn đang tìm thấy được Elio. Anh ta đang làm chậm và hấp tung được Elio lên. Levi chém thường được nhưng hãy xem Hắc Mết vẫn đang tiếp tục tỏa sáng. Hero đấm thẳng được mọi người đối thủ và tất cả là dứt điểm được bạn không. 21-16, Team Secret có con rồng. Ăn rồng là đúng bởi vì đây là hai chất tướng theo kiểu đấu sĩ. Bạn không có đủ lượng sát thương để có thể phá đi trụ của đối phương, nên bây giờ ăn rồng để đảm bảo cái lượng sát thương của mình vẫn sẽ có với cái linh hồn rồng lửa là tốt hơn. Đó là một pha giao tranh cực kỳ tuyệt vời của Team Secret khi họ dồn được vào ngay Kia'Sa khi Kia'Sa không kịp bấm đồng hồ. Rõ ràng khi mà Kia'Sa không kịp bấm đồng hồ và không kịp dùng bất kỳ điều gì cả thì Team Secret có lợi thế hoàn toàn trong phần còn lại của pha giao tranh. Nỗ lực của Levi là nhiều để có thể dứt điểm lại một vài thành viên để khiến cho Team Secret không có được Baron, nhưng khi mà Kia'Sa không còn thì lượng sát thương đầu ra của Gam rõ ràng là đã bị hạn chế đi rất nhiều. Hackback nổi lên như một con quái vật ở trong pha giao tranh, ở phần còn lại của pha giao tranh. Và bây giờ Team Secret tận dụng thời gian hồi sinh chưa kịp của Levi, của Elo, họ đang khởi động vào khu vực hang Baron. Levi là người nằm xuống cuối cùng ở trong tình huống vừa rồi thì phải, nếu như tôi nhớ không nhầm, nó khiến cho khoảng thời gian của Levi đang tương đối chậm. Kia'Sa sẽ phải lưu ý bởi vì bộ combo chiêu cuối, combo của mình phía tâm Team Secret nó đã đầy đủ hết. Kia'Sa sẽ cần phải suy nghĩ đến câu chuyện đó. Ballet đã phát hiện thấy được Kia'Sa vẫn đang khàn, Baron vẫn đang ăn và Katsumika Sport tắt đèn lao vào đến từ Levi để có thể cứu vãn được con Baron này được hay không để Hiro quay lại đắm. Đó là Kia'Sa với con Baron nhảy vào đó có thể tấn công, chưa có được bật lên. Imo đã bị kẹt lại, Imo vẫn đang quán thở. Kia'Sa vẫn đang tiếp tục khạc, Kia'Sa bay vào phía bên phải đang có thể khạc tiếp. Hackmet không còn nhiều máu, Ballet không còn nhiều máu. Hackmet đã sẽ đi cùng với Ballet trong giai đoạn này. Anh ta đang cố gắng bơi, anh ta sẽ khuôn mỗi người. Kia'Sa phía bên đây, Taki đang giữ chân Kia'Sa lại. Easy Love đang nhảy vào hỗ trợ và Kia'Sa khạc được. Kia'Sa Esports ở trong ván thi đấu thứ hai này. Nhưng mà vấn đề là bên phía của Team Secret vẫn còn giữ lại được hai bùa lợi Baron và họ đã ăn con rồng trước đó rồi. Baron, nên ở thời Baron điểm này Baron cho Gam, Baron được cướp bởi Kia'Sa. Thì thực ra đấy là một pha mà bây giờ Gam có thể tận dụng cái bùa lợi Baron này để đẩy vào tường giữa khi không còn người phòng thủ nữa. Và lúc này Levi đang tìm đến Taki và có cả Elio ở đây. Đánh rằng lượng sát thương của Taki là lớn thật đấy, nhưng đây là hai chất tướng có thể chịu được một hoặc hai nhịp tấn công của anh ta. Họ sẽ muốn dứt điểm. Họ muốn dứt điểm được không? Levi đang bị bắn, Levi bị tấn công có ám sôi rồi đang thể hỗ trợ. Đây là thủy lô tầm nhìn khắp tung lên và đã nhảy vào đã không thể hỗ trợ được. Kia'Sa vẫn đang liên tục lập công.
Và đó là màn gục tiếp theo dành cho Kia rồi. Bên phía của Gam lật lại hoàn toàn. Trong tình huống Baron nó nhịp chồng đam là cực kỳ lớn. Ares bị bắt lại và không phải hỗ trợ thêm cho ta. Lệnh sấm âm đẩy được Emo bên trong một lượng máu khá khá. Emo vẫn có thể thoát được và ta vẫn đang thở được. Còn trong khi đó không có Ares, không có lệnh sấm âm. Team Xuyên lấy cái gì đây đánh đây? Khó. Kia đang bắt đầu khạc từng hơi thở của mình vào toàn bộ đội hình của đối phương. Và người đang phải lùi ra là Asmet. Còn Baron nó vẫn đang tiếp tục hiện hữu. Nó còn khoảng 50 mấy giây nữa nó mới mất. Nó giúp cho Gamesport với tư thế đông người hơn. Họ sẵn sàng cho một tình huống endgame. Levi đã máu đã đủ dày để chống chịu trong giai đoạn này rồi. Kia vẫn đang tiếp tục khạc Huxley và làm tất cả mọi thứ lung tung bang để có thể khiến cho hai trụ bộ vệ nhà chính sẽ phải nổ. Hero sẽ làm gì đây và hất tung không trúng ai tới Hamed. Hamed nhảy vào giống với người Kia. Emo cũng đang nhảy vào. Taki mất quá nhiều máu. Dây chuyền chúng tôi không cứu được Taki. Hero nhảy vào. Nổ qua được bật ra. Khô máu được bật ra. Kia vẫn đang bị đẩy mình trong tư thế có. Ta e và ta chạy ra được. Hamed hết khô máu là hết vì. Và Hamed đang trong lượng máu quá đổi. Nó lai mọi người qua Hamed. Bị Huxley chết và đó là chiến thắng ai không cho Gamesport. Ván đấu thứ hai và Gam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-0 với một màn gánh cực lực của Kia. Với con Smolder này đã có thời điểm họ gặp những khó khăn, đã có thời điểm họ bị gặp bất lợi so với Team Spirit khi mà TS họ có được linh hồn rồng nhưng không, Kia cướp được Baron và một con Smolder với một cái lượng long hồn rất lớn cỡ tầm 500 gần 600 gì đó đến từ Kia thì chấp 10 linh hồn rồng lửa kia vào vẫn có thể gánh được ngược trở lại dành cho bên phía của Gam. Thực ra chấp 10 linh hồn rồng lửa thì hơi quá cả, nhưng mà khi mà các bạn có thể để ý hai ván thua của Gam. Levi có được điểm hạ gục của Hasmet là chắc chắn là chỉ là hòa thôi. Chứ còn nếu mà anh ta nằm xuống như anh ta mất rừng như vừa rồi ấy, thì rõ ràng là lỗ dành cho bên phía Gamesport rồi. Đó là lý do tại sao bây giờ ấy, các đường Gamesport phải thi đấu chậm lại. Họ phải đợi cho Levi hồi phục lại và ít nhất là có được cấp độ 6 đã. Nhưng mà ngược trở lại thì Hero sẽ là người có được cấp độ 6 nhỉnh hơn hoàn toàn so với đối phương. Ui Emo, quả này Emo chắc mất tóc biến nhờ. Ares còn năng lượng để quy đúp. Rồi, một khi đánh thường hay đánh thường quy. Đó là một pha mà Ares anh ta phát sóng ở trên đầu, tốc biến lên để cái lệnh phát sóng đấy dính vào người của Emo thì Emo sẽ nhận sát thương ngay lập tức và sau đó chỉ cần đánh thường thôi với theo cái tầm tốc biến của Emo là xong. Đó là một pha xử lý cực tốt. Hero hay đấy nhờ, anh ta đắm ngay cái thời điểm mà con mùa xanh ấy chuẩn bị mất và anh ta có được mùa xanh, trong đó Levi chỉ nhảy được mỗi cái ok rồi lùi về đến từ Levi mà thôi. Nhưng lại ở việc đó chính là áp lực vào phần rừng của Levi mà thôi. Còn pha vừa rồi rõ ràng là một cái cơ hội 10-10 dành cho Hero để có thể tìm cách dứt điểm Levi và kiểm soát con rồng này một cách dễ dàng hơn. Nhưng không sao cả, việc có được vị trí đứng của Levi vẫn giúp cho bên phía của Team Spirit kiểm soát được con rồng đầu tiên của ván đấu. Rõ ràng đây là một ván đấu mà khởi đầu của Team Spirit sáng hơn rất là nhiều so với hai ván đấu trước đó, với lợi thế nó dành cho Hero. Chính xác là như vậy, khi mà lợi thế của Ares ở đường giữa cũng là rất nhiều nữa. Hero ở trong rừng không có nhiều áp lực, rồi đường giữa Akali cũng không xanh. Thì nó sẽ là cơ hội để cho Ares có thể tăng tiến sức mạnh. Và nó sẽ rất khác so với ván đấu đầu tiên. Nhưng bây giờ thì Levi sẽ quyết định là dồn hết cho carry của chúng ta. Đó là Kia ạ. Đây rồi, đang ôm nam trụ, Levi tóc biến bỏ chạy trụ, nó bắn một hit nữa. Levi mém tí nữa là nằm xuống. Những Hero lên. Nhưng mà Levi sẽ cần phải lưu ý nha. Hero đi lên. Hero đang đi lên. Và Levi liệu có bắt hay không? Đây, Hero bây giờ chỉ cần thấy mặt Levi là anh ta đấm túi bụi. Hero đang di chuyển và nếu như Kia nằm xuống thì hình như là Kia mới là người buồn nhất. Nắm đấm bùng nổ, tả xù hữu đột đang chờ đợi sẵn, tóc biến lên tả xù hữu đột. Kia sẽ phải nằm ở chăn đây, nắm đấm bùng nổ, người đồ đang chờ đợi có thể gồng lại. Anh ta vẫn đang đứng được thể đợi. Lao điện của Kia làm chậm một khoảng thời gian khá lâu. Kia né được rất hay. Một lần nữa Hero đấm vào không khí và Kia pha này mà thoát thân là quá xuất sắc, quá xuất sắc. Và Kia về được. Nhưng mà HMS liệu có gặp hiểm hay không khi anh ta đang xuất hiện ở khu vực nửa trên chỉ có một mình mà thôi. Chuyển sang nhận búa giải quyết lính chứ nhờ. Vẫn đang chuyển sang nhận búa, gõ được ông này rất hay. Trụ đang bắn vào người của Levi và Easy Love dứt điểm được đối thủ. Đó là một pha băng trụ rất cơ bản. Hasmet đã đứng ở trong bụi trước rồi nhưng mà cái thế vòng ra của Levi là cực kỳ timing rất là chuẩn. Hasmet đã đi ra khỏi bụi đúng cái lúc mà Levi xuất hiện ở sau lưng anh ta, nên ta hoàn toàn không biết rằng rừng của Game Esports đang có mặt ở đây. Kia mất tóc biến, Hero vẫn đang dí theo sử dụng chiêu cuối của mình và Kia vẫn đang kẹt lại, đã bị đấm văng về và cố gắng lấy sấy và đến từ Kia chúng ta không thành công. Ares là người dứt điểm được. Kia đã nằm xuống một lần, họng súng quan trọng nhất của Gasport đã nằm xuống một lần thì Team Secret đang có một cơ hội vô cùng cao để khai thác được những mục tiêu tiếp theo. Và tạm thời thì khoảng thời gian này nhiệm vụ của Levi nó sẽ đơn giản hơn so với thời điểm mà ta sanh bán nguyệt thường để giúp cho Easy Love và kể cả đồng đội của mình là Kia và Emo có được những góc rộng để chơi.
Nhưng mà ở giai đoạn này thì đội hình của Gavi Sport đang hơi thiếu hụt cái lượng sát thương vật lý. Nên ở thời điểm này thì Team Secret chỉ cần đóng cho mình những cái kháng phép mà thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là kháng phép có. Isolus đang bị kẹt lại, bắn người tôi đã bung ra mọi thứ cho mọi người. Hero đã phải bốc hơi và đánh nhảy vào. Và tôi đang thấy một Taki nỗ lực để có thể bắn lên sớm mầm hai người đó. Ngay nhà Death đang bị kẹt lại, sát thương đốt là kích cùng kiếm W đã trúng mạng chấm dứt dành cho Levi. Và ngay lập tức Kia sử dụng thêm vài cú đồ điện, một pha rút lông của Taki đã không thành công. Và Bailash nhảy tới nhảy lui đang tự hỗ trợ một con bút rút thành công 500 đồng rơi vào tài khoản. Levi bị chuồng bóng nhưng ta không chết. Emo sát chiêu ngảo lần nhất quy vào người của Bailash, sau đó dứt điểm được luôn cả Hackman. Thành công tuyệt vời dành cho Steam, xin lỗi bạn là Gabi Sword. Thảm kinh hoàn toàn dành cho bên phía của Team Secret với một pha giao tranh mà cảm giác như là họ là đội chủ động hơn, nhưng không, bên phía của Gam đủ sức để có thể bật người trở lại, vẫn có khả năng phòng ngự từ các thành viên của Gam bao gồm Elo, bao gồm Levi để có thể ngăn cái dạng mũi tấn công của các thành viên Team Secret. Và kết quả là Kia Giao một lần nữa lên tiếng, lượng sát thương đầu ra của anh ta trong pha vừa rồi là vô cùng nhiều. Đây là một tình huống mà định băng trụ và thực ra chỉ là áp lực để cho Emo có thể được farm và lấy trụ mà thôi. Nhưng đây vẫn là một pha mà Levi cho thấy được cái khả năng cấu rỉa của con Shiza ở thời điểm hiện tại, khi mà có ngưỡng hai đồ vẫn là khủng khiếp đến mức độ như nào. Hero từ rất xa bây giờ lên đây thì sẽ là 4-2. Cứu được không đây? Ballet đang gặp quá nhiều những bất lợi, một pha camera rất hay, một từ lửa bung ra, tỷ lệ chết của Ballet quá cao và ta bị dính một con móc. Elio đang cày nét lên đối phương, tiếp theo là Ballet mặc dù sử dụng lời sớm âm nhưng nằm xuống trong vô vọng. Hero đã bị kẹt lại, bị dính cả thủy lô tầm diệt, bị gõ một phát, bị tất cả mọi thứ nó vô vào thì lấy cái gì mà thở. Kết thúc cho Team Secret. Những cái lợi thế mà họ có được ở trong khoảng thời gian ban đầu chỉ với hai pha giao tranh mà thôi, Gam lật lại hoàn toàn và liên tục là những pha giao tranh mà Gam khai thác được rất nhiều mà gục. Chỉ số về mạng giữa hai đội bỗng nhiên đẩy lên con số là 12 và khoảng cách về tiền đã nghiêng về bên phía của Gam. Họ cũng ngắt nhịp lên hồng rồng và bây giờ là lúc để Gam tìm tới Baron, nơi mà Hero cộng với Ares chưa kịp hồi sinh. Bây giờ với liên tiếp những pha giao tranh mà mạng được dồn cho Emo, thế thì bây giờ bạn có một con Akali cấp độ 14 và gần hai món đồ rồi, bây giờ đánh ai cũng đi. Tôi nói thật, chỉ cần anh ta găm phi tiêu trúng là anh ta sẽ lao vào bất kỳ một thành viên nào trong đội hình của Team Secret. Họ không có chống chịu thuần ở thời điểm hiện tại, ngay cả Hero cũng chỉ có một chút kháng phép mà thôi. Lượng kháng phép đấy sẽ là không đủ khi mà Ibo có thể có được món trang bị tiếp theo. Ballet không thể nào cứu được Baron và đó là Baron dành cho tập thể đội hình của Gam. Còn trong khi đó các thành viên của Team Secret tiến ra không làm được gì quá nhiều, khả năng cấu rễ đến từ một con dây sẽ không thể nào phát huy được quá nhiều. Và chưa kể đó, anh ta còn đang đánh ở trong thế phòng ngự, bên phía của Gam dễ dàng chi người và dịch chuyển được đội tư để có thể đi bắt người. Bắt Emo, dịch chuyển của Elio đã hỗ trợ thêm cho Emo. Emo vẫn đang múa vô cùng dẻo và Hero bị kẹt lại. Anh ta không có cách nào có thể chạy được cả phi tiêu nằm cảnh giúp Emo có bài gục. Còn trong khi đó Hackman chuyển sang dạng búa và anh ta mất cả mạng. Khả năng kêu gọi của thành viên bên phía Gavi Sport vẫn vượt trội hơn và đang có một tình huống dịch chuyển lên cánh trên để bắt vào Ares. Ây da, mạng hạ gục thứ 5 dành cho Emo hay chăng đây? Rồi, Emo quyết định là dừng lại ở đây, còn trong cái đó Ares dịch chuyển nó có thể lùi về được. Emo lao vào, Levi lao vào và tuyến sau sẽ là Easy Love, sẽ là Elio. Elio hoàn toàn có thể băng lên với cú kéo của mình, sử dụng thủy lôi tầm nhiệt và họ sẽ không hề bị e sợ bởi vì hồi phục lại đến từ Easy Love. Ui, trời ơi, và vẫn bắt được, nhưng quan trọng là cái kết quả như thế nào thôi. Vâng, kia này đấm đúng rồi, nhưng hình như đấm vào thời điểm này hơi trễ. Hero, anh ta phải bỏ chạy, đấm không qua tường và bây giờ đang bị sấy. Anh ta sẽ bị sấy khô người trong tình huống này thôi rồi. Hai kẻ. Giờ cái cần là thời gian. Taki bị dính combo và anh ta được tức sử dụng tất cả những có thể để bỏ chạy tốc long về, chứ nó không giữ chân được ai cả. Ballet nhảy vào lên sớm âm được một vài thành viên nhưng chưa đủ để có thể gây được một sự lực lượng. Ballet anh ta đang muốn hỗ trợ cho Ares được gây sát thương nhưng nó không bao nhiêu cả. Taki đang có cơ hội, anh ta tìm được mạng chấm dứt. Tôi đang thấy người đang mơ rất nhiều đó chính là Taki, khi mà ta đứng người ta cưng hai và cuối cùng người ta đã phải nằm xuống. Hackman cũng nằm theo. Emo đang nhảy vào tìm địa chỉ Ballet và không gặp e trúng. Double kill cho Emo và Gavi Sword, họ đang bước hơn nửa bước tới với chiến thắng rồi. Đúng, mặc dù là đổi hòa về mạng, mất đi những màn gục chấm dứt, nhưng họ đang chạm vào trụ hai khu vực đường giữa của Team Secret. Một mình Hero tiến ra khu vực này cảm giác sẽ là không đủ để có thể cố gắng là kéo lại những cái lượng máu cần thiết của cái trụ hai. Vẫn là một cái lượng máu tương đối mất đi của cái trụ hai khu vực đường giữa, và bên phía của Gap vẫn hài lòng với thế trận hình hiện tại. Khi mà dây của họ đang thật sự có những sự chuyển dạng từ phế thành phế hơn, bởi vì càng về sau thì bạn sẽ càng yếu, và càng về sau thì cầu sấm của bạn nó lại càng không mang lại tác dụng nếu như tuyến trước đối thủ thứ che. Và trước cái đất đang 0-5 nữa thì đồ đâu ra mà bắn. Đồ bạn thua thì chắc chắn cấu rỉa của bạn nó cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ thì Ares liệu có thể thay đổi được cục diện ván đấu này không, khi đồ anh ta rất nhiều sát thương. Nhưng nhìn lại bên kia thì cũng không ngại lắm, bởi vì họ có quá nhiều khả năng chống chịu, đặc biệt là Ares. Ok, đặt quả cầu vô được.
và Ballet đang cần phải lùi ra. Takim cái này lệnh sóng âm giữ chân được Levi lại vào một cú móc, đây là gọi là mưa tên lửa hắc ám sôi rồi, mọi combo bung vào và Taki đã bị dứt điểm. Ballet đang phải chạy, Hero đang phải chạy, Hmet cũng đang phải chạy. Hmet thua Imo 3 cấp độ thì không có cách nào chơi được. Ui Hmet Hero tái rồi, không chín rồi, cặp đôi không chín rồi. Khó khó dành cho bên phía của Team Spirit, và bây giờ khi mà họ mất người, họ mất Taki thì cách nào để có thể họ cạnh tranh con Baron này với lại Gam đây? Thậm chí là Imo còn tự tin lướt lên khu vực nữa trên để khiến cho Hero không thể nào tiếp cận vào được bên trong khu vực hang Baron. Chúng ta vừa đề cập là hai phép bảo trợ không có trên người của Taki, thì việc anh ta cố gắng là đi vào cùng với những người đồng đội sẽ đặt anh ta vào vị trí nguy hiểm và anh ta nằm xuống ngay lập tức. Bây giờ thì lượng sát thương đến từ Easy Love sẽ là thấm nha. Anh ta có cho mình 3 dòng lửa, có cho mình một cái lượng linh hồn rất đáng kể ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó Elio bây giờ đã 3 món đồ chống chịu rồi. Taki làm sao bắn qua được cái lớp lá chắn này của Gam Esports nhờ? Và nếu mà anh ta bắn được Elio thì làm sao anh ta bắn qua được cái bán nguyệt thương của Levi? Đó mới là vấn đề. Gam bây giờ sẽ dẫn được những con xe có bộ lợi Baron này và phá đi cái chủ bảo vệ nhà lính của Team Secret ở đường giữa. Tại vì đây là Senna cho nên việc móc máu dễ, nhưng mà cái vấn đề nếu như Elio mà anh ta che lại thì thật ra sát thương các bé nó cũng không là bao. Cho nên với việc có được thêm cái nhà lính như thế này, ui sao nó xuyên hay thế nhờ? Cái tướng của Nautilus cũng bự lắm rồi. Quay trở lại pha giao tranh thủy lô tầm dừng Ares, và người đang mất máu nhiều cũng như nằm xuống là Ballet. Ares đang phải bỏ chạy. Levi vẫn đang tiếp tục tiếp cận bằng cái cây thương của mình kia và đẩy Hero vào phía bên trái. Còn Hamed đang bị kẹt lại, tắt biến móc không trúng đến từ Elio. Và bên phía Team Secret đang muốn quay trở lại đánh với họng súng là Hamed, nhưng Hamed đang rất phế, anh ta không có một phương án nào để đánh tiếp cả. Bắn lại không trúng và kết quả là bên phía của Gam đơn giản lùi về mà thôi. Nhưng mà ít nhất là cái lượng sát thương đầu ra của Hamed cũng có tương đối trong những tình huống là bắn cầu sấm của mình, nó làm cản nhịp tấn công của Gam. Gam không thể nào là liên tiếp đẩy 2-3 quay lính vào để có thể ngay lập tức là lấy được cái trụ 2, trụ 3 khu vực đường trên. Nhưng trụ 2 đã mất thì việc tiếp cận vào trụ 3 cũng chỉ là vấn đề thời gian dành cho Gam mà thôi. Lệnh sóng âm đã trúng, Elio đã bị kẹt lại, xuất hiện ngoài trái của đội bung ra hắc ám sau rồi cũng đã được hỗ trợ. Và Taki đã bị dính thủy lô tầm nhiệt, một pha nhảy và đi bộ bằng Takame và không trúng phía bên này đã bị kẹt lại rất lâu. Đó là Hero, Hero đang bị hai thành viên nhắm tới, Hmet vẫn đang hỗ trợ đội của mình. Anh ta chuyển sang dạng súng để từ bắn tiếp. Taki thì đang bị kẹt lại một nghìn tiền có cho Taki. Taki vẫn đang cố gắng thủ, có quả cầu để hỗ trợ. Elio kia và Levi đang phải bỏ chạy. Ballet cũng đang di chuyển tới, tốc biến lên năm phát và Hmet đâm xuống. Ballet thì phía bên này sau đây anh ta nhảy và hỗ trợ lính mà thôi. Một pha phòng thủ rất kiên cường của Team Secret. Vẫn đang là các thành viên Gasport với ngưỡng trang bị nhỉnh hơn rất nhiều, và họ đang chuẩn bị sẵn sàng để bước vào con rồng lửa. Có con rồng lửa thì chắc chắn lửa sẽ double rồi, dựa trên khả năng xảy vô cùng đau đớn của Kia ở trong giai đoạn hiện tại. Rồng đang bị ăn với tốc độ vô cùng nhanh, những nắm đấm Hero tầm này không có nhiều tác dụng lắm. Easy Love tiếp tục một lần nữa hứng cái lượng đạn Hmet tung ra, móc đã thành công. Hắc ám rồi buông ra mọi thứ, và người mưa tên lửa rất đẹp. Hai người đứng bên trong và hai người chắc chắn đều phải nằm xuống là Hero và Ballet. Rút lòng về Taki. Hmet anh ta đang phải bỏ chạy. Imo đang những đồng hồ chó đẹp, anh ta sát chiêu bằng hảo về và anh ta hỗ trợ đồng đội của mình dứt điểm được Hmet. Hmet bị kẹt lại, Hmet phải nằm xuống. Đúng một kill cho Takiya. Taki là bị bóc linh hồn, đang bị Isilop bắn với một tầm vô cùng xa. Tóc biến móc lấy được tóc biến của đối phương, và chắc chắn Gam Esports họ đang chuẩn bị hướng đến lần thứ 10 liên tiếp chung kết của chung kết của VCS 2024 mùa xuân này. Họ đang đứng tới rất gần rồi. Nhưng bây giờ họ sẽ về, bởi vì họ đã câu được cái dịch chuyển của Ares rồi. Họ sẽ về ăn rồng, có linh hồn rồng lửa, họ sẽ ra con Baron ăn tiếp một cái mục tiêu nữa và đẩy xuống đường dưới. Không việc gì phải vội ở thời điểm hiện tại. Đội hình của họ đang hơn đối phương là 6.000 tiền, nhưng về cơ bản bạn có những chất tướng gia tăng rất nhiều sức mạnh ở cuối trận, như là Akali, như là Senna ở thời điểm hiện tại, thì Gam hoàn toàn có đủ thời gian để có thể tiếp tục chill. Họ chỉ cần phải e ngại cái sát thương và Ataki mà thôi. Rất gần dành cho Gam rồi để có thể tiếp cận cái chiến thắng ở trong ngày hôm nay, khi mà họ đang dẫn trước về linh hồn rồng, về Bullet Baron, về tiền so với đối phương. Và vẫn luôn là cái vấn đề không hề có chống chịu của Team Six phải giải quyết làm sao trong những pha giao tranh tổng tiếp theo. Chúng ta thấy được họ nỗ lực trong việc là khai thác những màn gục chấm dứt, nhưng bây giờ khi Gam đã tập trung đủ người đi chung với nhau, không có sơ hở để cho Team Secret bắt lẻ, thì làm sao mà họ có thể phản công được người trở lại đây? Taki phải bắn được, Taki bây giờ bắt buộc phải bắn được, không là không có một cửa nào để giúp cho bên phía của Team Secret thắng được pha giao tranh cả. Nhưng vấn đề nó vẫn nằm ở chỗ là cái bán nguyệt thương của Levi có cho Taki bắn được hay không, nó mới là mấu chốt. Cái nhà lính đường giữa đã bị nổ và lính nó đang sẵn sàng để chạy vào khu vực đường trên, thì Imo đang bắt đầu dẫn binh đoàn của Gam Esports di chuyển vào bên trong. Đây rồi, mưa tên lửa nó dồn và Ballet nằm xuống với tốc độ quá nhanh đi. Hero bị kẹt lại, Hero đã bị làm chậm, một pha nhảy vào này hỗ trợ Imo nhảy vào, nhưng lập tức anh ta bị cản lại bởi cái tả xương ngũ đồn phía bên này. Ares anh ta sử dụng đồng hồ để outplay, nhưng ta bị hất tung lên ngay sau đó. Taki rút lông về sau khi bị dính chiêu cuối của đối thủ. Kia nhảy vào, Imo nhảy vào, bộc lộ sát thương quá kinh khủng. Levi nhảy vào đây đánh đúng một kill đã có được Kia, một mạng nữa dành cho Senna. 26-6 và Gam Esports
họ có lần thứ 10 liên tiếp tại VCS đến với trận đấu chung kết tổng. Như vậy là cái tên còn lại đụng độ với Viking Esports ở trong trận chung kết tổng của chúng ta là GAM Esports. Một màn thể hiện cực kỳ hủy diệt đến GAM Esports với chiến thắng hoàn hảo là 3-0. Đặc biệt hơn nữa là họ có thể cho chúng ta thấy rằng Imo và EasyLove đánh tốt đến mức độ như nào khi mà được giao những quân bài quan trọng như là Akali, như là Senna. Một con Senna luôn đứng đằng sau, ràng buộc chính xác và hồi phục lại những người đồng đội, tung hắc ám soi rọi trong những tình huống can thiệp ở cánh trên. Một Akali bay nhảy và có thể gây ra hàng tấn sát thương lên đội hình của đối thủ. Và rõ ràng cái bộ mặt thất bại trước Viking ở trong cái trận đấu đầu tiên của mình chỉ là quá khứ mà thôi. GAM đang cho thấy cái sức mạnh thời điểm hiện tại của mình là vượt trội hoàn toàn như thế nào. Họ chiến thắng 3-1 trước Team Bell, họ chiến thắng 3-0 trước Team Secret. Một kịch bản đi từ nhánh thua đi lên của GAM đang thật sự là một kịch bản trong mơ dành cho họ. Và biết đâu cuộc tái đấu giữa